tuyển thẳng học sinh giỏi và có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên vào lớp 10 là một trong những phương thức mà trường học này sử dụng những năm trước. Mỗi năm, trường tuyển được khoảng 20 chỉ tiêu từ chứng chỉ này, tương đương 5%. Thêm cái chứng nhận IELTS cũng là rất là vất vả cho các em, áp lực thi này rồi tốn kém cho các học sinh. Nên năm nay thì chúng tôi quyết định là chúng tôi không tuyển thẳng đối với học sinh có IELTS nữa. Sử dụng IELTS để tuyển thẳng lớp 10 ngày càng nở rộ ở nhiều trường và nhiều địa phương trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, theo quy định tuyển sinh được thực hiện năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì chỉ có 4 nhóm học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập. Vì vậy, việc sử dụng chứng chỉ IELTS là sai quy định của thông tư. Là tuyển thẳng này, hoặc là ưu tiên đối với những cái đối tượng học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc là có chứng chỉ ngoại ngữ nói chung ấy, thì là không đúng quy định của thông tư, cho nên Bộ yêu cầu là phải sửa ngay cái việc này. Thế và phải thực hiện cho đúng. Thực tế không phải chỉ ở lớp 10 mà tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS đã phổ biến ở bậc đại học, gây nên nhiều tranh cãi. Các chuyên gia giáo dục cho rằng tiếng Anh vốn chỉ là công cụ giao tiếp và IELTS chỉ là một kỳ thi đánh giá kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật. Vì thế, không nên tuyệt đối hóa chứng chỉ này trong tuyển sinh. Sử dụng cái chứng chỉ IELTS như một cái tiêu chí để tuyển thẳng học sinh, tôi nghĩ là đấy là một cái sự, cái gì đấy nó hơi méo mó trong các cái quy định giáo dục. Bởi vì bản thân cái chứng chỉ IELTS nó không nói lên được tất cả cái năng lực về học vấn của học thuật của một học sinh. Thực tế, việc ưu tiên học sinh có IELTS vào lớp 10 tạo ra sự bất bình đẳng bởi không phải ai cũng có điều kiện học và thi chứng chỉ này. Hơn nữa, nhiều em có năng lực tốt nhưng lại không có điều kiện học nên xét thẳng là không công bằng. Tạo ra một cái sự mất công bằng trong cơ hội đối với các bạn học sinh, tại vì để có thể có được cái chứng chỉ này thì cái kinh phí để đầu tư học tập này, luyện và đi thi thì cũng không hề nhỏ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết sẽ tiến hành thanh tra một số tỉnh về các vấn đề tuyển sinh đầu cấp, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong thời gian tới, trong đó có liên quan tới việc cộng điểm ưu tiên hay xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS.